Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 6746 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ, trong thời gian vừa qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch và trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch, tiêm chủng vaccine, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, mua sắm sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine, phục vụ phòng chống dịch phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế, các sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vaccine. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng quy trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan, không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp và sự tham gia của người dân trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị nằm trong khuôn khổ dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số, dễ bị tổn thương, ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam. Dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam VOF tại tỉnh Lai Châu do Tổ chức Phát triển Nông nghiệp Đan Mạch Châu Á ADDA tài trợ. Dự án có mục tiêu nâng cao khả năng phục hồi của người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu tại vùng Tây Bắc Việt Nam, được tăng cường qua việc thúc đẩy nông nghiệp thông minh phù hợp với khí hậu và sự tham gia của họ vào quá trình phát triển nông nghiệp ở địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tìm hiểu khái quát về biểu hiện, nguyên nhân thực trạng của biến đổi khí hậu trên thế giới, tại Việt Nam và Lai Châu, vai trò quan trọng của bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là vai trò của lâm nghiệp, vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững, các biện pháp ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu, từ đó có giải pháp trong quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên trong sản xuất nông nghiệp và sự tham gia của người dân trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiều ngày 22 tháng 9, Ban chỉ đạo quân sự Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì tổ chức bế mạc huấn luyện tự vệ cụm 7 năm 2021. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên huấn luyện và gần 30 chiến sĩ tự vệ của 4 đơn vị trong cụm dự bế mạc. Sau 3 ngày, chiến sĩ tự vệ các cơ quan được huấn luyện giáo dục chính trị về công tác quốc phòng, luật dân quân tự vệ năm 2019, kỹ thuật điều lệnh đội ngũ, bắn súng và kiểm tra bắn đạn thật tại thao trường. Kết quả, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu về các nội dung, trong đó nhận thức chính trị có 100% đạt khá giỏi. Kiểm tra kỹ thuật hơn 65% đạt khá giỏi. Kiểm tra chiến thuật hơn 83% đạt khá giỏi và 65% chiến sĩ đạt khá giỏi nội dung bắn đạn thật. Bài 1, súng tiểu liên AK. Đánh giá chung, tự vệ cụm 7 đạt loại khá. Sau thời gian huấn luyện, chiến sĩ tự vệ được củng cố kiến thức về công tác quân sự quốc phòng, đặc biệt kiến thức quân sự, chiến tranh nhân dân trong tình hình mới, hiểu rõ bản chất âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Từ đó, các chiến sĩ tự vệ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ đảng, chính quyền, tính mạng và tài sản của nhân dân. Tại lễ bế mạc, Ban Chỉ huy quân sự tự vệ cụm 7 trao thưởng cho 2 tập thể, 10 cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và huấn luyện. Vượt qua những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, bất lợi về thời tiết sau gần 5 tháng kích hoạt trở lại, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát tạm thời số 2, xã Mường Kim, huyện Than Uyên luôn thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn. Hiện nay, chốt đang thực sự trở thành lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể trong phóng sự ngay sau đây. Đến nay đã gần 5 tháng kích hoạt trở lại chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 tạm thời số 2 xã Mường Kim. Lực lượng thanh tra giao thông, công an, quân sự, y tế
vẫn ngày đêm kiên cường bám chốt, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù khó khăn, hy sinh hạnh phúc riêng, nhưng họ không bao giờ chùn bước vì mục tiêu cuối cùng là phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả. Hiện nay, mặc dù đã qua thời gian cao điểm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng chốt vẫn hoạt động 24/24 giờ và tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát để dịch bệnh không có nguy cơ lây lan vào địa bàn. Kích hoạt lại chốt thì ở chốt thì có những trường hợp đi từ những cái vùng dịch về thì là ở chốt thì mình sẽ khai thác thông tin xong rồi mình gọi ở trên đội xuống và có một số người thì mình cho đi cách ly tập trung. Còn những cái đối tượng mà mình đi về họ đã có những cái giấy cách ly rồi thì mình hướng dẫn cho họ trước khi về là phải đến trạm y tế để khai báo y tế. Chốt kiểm tra liên ngành số 2 xã Mường Kim có 21 người chia làm 3 kíp trực, mỗi kíp 7 đồng chí làm công tác kiểm tra kiểm soát 24/24 giờ tất cả những ngày trong tuần. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, các lực lượng thường xuyên phải tiếp xúc với rất nhiều người dân đi từ vùng dịch về địa phương. Do vậy, mọi người luôn sử dụng trang thiết bị bảo hộ y tế và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của công dân khi đi qua chốt như đeo khẩu trang, quét mã QR và có đầy đủ giấy tờ để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tôi đi chở hàng nông sản đi qua địa bàn tỉnh Lai Châu, thế được các đồng chí là bên ban phòng chống dịch thì hướng dẫn làm và lại kiểm tra quét QR rồi là mã vùng mã vạch rồi là đeo khẩu trang rồi là khử khuẩn. Nói chung là chúng tôi cũng chấp hành hai bên giữa người dân đi đường và người bên các đồng chí làm bên kiểm dịch này hợp tác nó gọi là kín đáo, không mang tính chất là lấy lỏng về cái phần phòng chống dịch. Đến nay, chốt đã kiểm tra xác minh trên 31.000 người và trên 14.000 phương tiện giao thông. Trong đó, đã phát hiện và đưa đi cách ly 450 người từ vùng dịch qua chốt, thực hiện test nhanh cho trên 2.200 người. Trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay, tình hình công dân khai báo gian dối khi qua chốt đang có chiều hướng gia tăng, gây khó khăn trong quá trình kiểm tra thông tin. Tuy nhiên, lực lượng trực chốt luôn đảm bảo khai thác kỹ những trường hợp này. Những trường hợp cố ý thì lực lượng trực chốt cho quay đầu hoặc lập biên bản xử phạt. Công dân vào thì mình phải thứ nhất là khai báo y tế, thứ hai mình khai thác thêm. Chủ yếu là khai thác thêm là những cái người từ vùng ngoài về, đặc biệt là những cái từ những cái vùng đã phong tỏa và những cái vùng đã có dịch và mình phải khai thác kỹ. Quá trình triển khai thực hiện việc tăng cường quản lý người vào địa bàn thì nó gặp khó khăn như thế nào? Khó khăn nhất ở cái chỗ là công dân về khai báo gian dối và anh em vất vả về cái chỗ đấy. Và anh em đã thực hiện là lập biên bản về những cái lỗi và công dân khai báo gian dối đó. Đấy, thì báo cáo với bên ban chỉ đạo của huyện và tỉnh xin ý kiến rồi và đã được lập biên bản công dân đó là phạt hay không như nào do ban chỉ đạo quyết định. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến khá phức tạp, việc tổ chức, bố trí sắp xếp hoạt động hợp lý, xuyên suốt của cán bộ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát số 2 xã Mường Kim và huyện Than Uyên sẽ góp phần ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị khán giả, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới WB sau một thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh đã giúp cho nhiều địa phương ở vùng nông thôn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về vai trò cũng như là tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe và sự phát triển kinh tế xã hội. Qua đó nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch, khai thác và phát huy hiệu quả công trình. Ghi nhận của phóng viên tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ. Nếu như trước năm 2019, người dân tại 5 bản vùng thấp, bản Pa Tần 1, Pa Tần 2, Pa Tần 3, Câu Phà và bản An Tần, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, thường xuyên phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt, điều này
gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống sinh hoạt của người dân. Chính vì vậy, việc dự án chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới được triển khai nhằm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nơi đây, tạo ra một sự chuyển biến rõ nét trong cuộc sống sinh hoạt. Gia đình chị Điêu Thị Viện là một trong hơn 600 hộ dân được hưởng lợi từ chương trình đầu tư nước sạch nông thôn. Từ khi có nước sạch, cuộc sống sinh hoạt của gia đình trở nên thuận tiện hơn, có nước hợp vệ sinh góp phần cho gia đình phát triển chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Trước thì kiểu không có nước sinh hoạt thì đi lấy ống dẫn ống nước về, thì lúc nó mưa về thì nó hỏng hóc, thì thường đi sửa thường xuyên, nó cũng vất vả cho bà con. Nhưng may là bây giờ có cái nguồn nước sạch thì cũng đỡ cho bà con phần nào. Thì có cái nguồn nước này thì nó rất hiệu quả cho bà con, là không được đi sửa, xong cũng dùng thuận tiện hơn thì không vất vả hơn cho bà con. Vâng, thì bà con cũng dùng thì cũng không hoang phí đâu mà, nó cũng dùng tiết kiệm. Công trình cấp nước sinh hoạt cụm bản Ba Tần, huyện Sìn Hồ được hoàn thành từ năm 2019 với mức đầu tư 4,1 tỷ đồng. Sau khi hoàn thiện đi vào hoạt động, công trình đã cấp nước sinh hoạt cho hơn 600 hộ dân thuộc 5 bản vùng thấp xã Ba Tần, huyện Sìn Hồ. Công trình đi vào hoạt động được gần 2 năm đến nay đã phát huy hiệu quả lớn về đầu tư, góp phần đảm bảo nước sinh hoạt phục vụ đời sống của người dân các bản vùng thấp xã Ba Tần, với mục tiêu cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn. Kể từ khi mà công trình nước được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, thì cái trước tiên là người dân cũng đã được sử dụng nước hợp vệ sinh, đảm bảo cho sức khỏe và góp phần xây dựng nông thôn mới. Với việc triển khai dự án chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB, cụ thể là việc thực hiện dự án công trình nước sạch, cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân trên địa bàn xã Ba Tần, huyện Sìn Hồ, cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã và đang mang lại hiệu quả lớn về đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Sau khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi của huyện Mường Tè, đến nay các xã thị trấn trên địa bàn đã cơ bản không còn dịch từ nhiều tháng nay. Vì vậy, đến thời điểm này, việc tái đàn cũng được các hộ chăn nuôi triển khai thực hiện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của thị trường. Tuy nhiên, hiện nay việc tái đàn có kiểm soát, bảo đảm an toàn cũng được người chăn nuôi chú trọng. Đợt dịch tả lợn châu Phi xảy ra từ cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2021 tại các xã Mù Cà, Cà Lăng, Thù Lũng đã gây thiệt hại và làm chết 260 con lợn của 55 hộ chăn nuôi huyện Mường Tè với tổng trọng lượng trên 8.700 kg, khiến tổng đàn lợn của địa phương giảm mạnh. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đến nay sau hơn 3 tháng không phát sinh ca nhiễm mới, nhiều hộ dân cũng đã bắt đầu tái đàn. Để đáp ứng nhu cầu về thịt lợn cũng như dần khôi phục sản xuất cho bà con, huyện đã tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi tăng cường tiêu độc khử trùng, nhưng tránh tái đàn ồ ạt. Nông nghiệp đã phối hợp với cơ quan chuyên môn và đồng thời là tuyên truyền người dân đẩy mạnh vấn đề về cái đảm bảo vấn đề về vệ sinh sinh học và đồng thời là tích cực tiêu độc khử trùng và rà soát cái chuồng trại có quy mô chăn nuôi tập trung an toàn, nhất là những cái chuồng trại mà hiện nay đã được đánh giá là có thể tái đàn. Làm được cái việc đó thì bảo nghiệp cũng đã tiến hành lồng ghép các chương trình vốn như chương trình nông thôn mới, chương trình 30A-135 để thực hiện công tác phát triển đàn lợn. Để triển khai công tác tái đàn lợn trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, huyện Mường Tè cũng đã chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn về công tác phòng chống dịch, cũng như tăng cường tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện tái đàn lợn và đảm bảo an toàn cho người chăn nuôi. Cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát, kiểm tra các hộ chăn nuôi tái đàn, tăng đàn, hướng dẫn người chăn nuôi tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sử dụng vôi bột, hóa chất, thường xuyên phun khử trùng tiêu độc chuồng nuôi, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên giám sát dịch bệnh từ hộ chăn nuôi, đặc biệt là không nhập lợn giống tại các địa phương có dịch. Hôm nay là chúng tôi đã tuyên truyền cho bà con nhân dân là điểm nào có lợn giống thì để bà con nhân dân là từ
xem xét và mua, nhưng mà mua ấy là không được lấy chỗ điểm mà có dịch bệnh về chăn nuôi. Nếu mà mang về ấy, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền rồi để làm sao không được bệnh nó lây lan. Sau nhiều nỗ lực thực hiện tái đàn bằng nhiều biện pháp đồng bộ thận trọng, huyện Mường Tè đang từng bước tái đàn lợn an toàn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn cho thị trường. Dù dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, nhưng để tái đàn, tăng đàn, người chăn nuôi tuyệt đối không nên chủ quan, thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh cũng như khuyến cáo của ngành chức năng về việc thực hiện nghiêm túc quy trình vệ sinh chuồng nuôi, tránh lây lan virus từ môi trường cho đàn lợn. Trong tháng 8, trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xảy ra 3 đợt mưa lớn gây thiệt hại đến nhà ở, hoạt động sản xuất nông nghiệp, các công trình giao thông, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đặc biệt tại các xã Mường So, Hủy Luông, Giào San, Malifor, Nậm Xe, Khổng Lào, Xin Suối Hồ, Hoang Thèn, Vàng Ma Trải, Mù Sang, Tung Qua Lìn, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 2,26 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại về nhà ở của 4 hộ dân, mưa lớn cũng gây thiệt hại gần 11.000 ha lúa ngô của bà con nhân dân. Bên cạnh đó, mưa lớn cũng gây sạt lở 4 tuyến đường liên xã và 5 tuyến đường nội bản, nội đồng, gây hư hỏng một công trình thủy lợi. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá mức độ triển khai hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Đến nay, diện tích cây ăn quả trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt hơn 8.400 ha. Riêng 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện trồng mới được 345 ha, tập trung nhiều ở huyện Phong Thổ, gần 220 ha, Than Uyên hơn 43 ha, Tân Uyên 24 ha, Xin Hồ 20 ha. Ngoài ra, diện tích chưa trồng theo kế hoạch gồm diện tích cây ăn quả ôn đới sẽ được trồng vào tháng 11, tháng 12 và diện tích trồng chuối huyện Tân Uyên đang tiếp tục triển khai. Sản lượng cây ăn quả từ đầu năm ước đạt 45.000 tấn, riêng sản lượng chuối quả ước đạt trên 30.000 tấn. Tuy nhiên, do phía Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng, nên việc tiêu thụ chuối gặp nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ thống kê số lượng chuối để tiêu thụ, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn, rà soát lại các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm quả chuối để hỗ trợ vốn. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 28.000 lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức. Qua đó thực hiện được 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 16 công trình thanh niên cấp huyện, 396 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn trong tỉnh làm mới 1 km đường bê tông nông thôn, sửa chữa, phát quang, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, mương, đường thôn bản và khu vực đài tưởng niệm 50 km, trồng, chăm sóc hàng nghìn cây xanh. Quý vị khán giả thân mến, bản tin thời sự của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau và xin kính chào tạm biệt.